Xin chào các bạn à. Mình có cái máy đo bề dày lớp phủ của mini của hãng Electrophysics. Thì cái này là đầu tiên về Việt Nam và này là để xuất khẩu sang thị trường Campuchia chứ không dùng ở trong nước. Thì mini test này, mini test 650 là nó đo trên bề dày lớp phủ trên kim loại mà bề dày lớp phủ cứng. Thô ráp. Thì mã của cái máy này thì nó là 600 BF. Đây cái chứng từ của hãng. Đây là mình sẽ xuất khẩu sang Campuchia, tức là bán ra khỏi biên giới Việt Nam. Họ đóng gói cũng khá là đơn giản như vậy thôi. Thì Minitest 650 thì nó cũng ra đời cũng khá lâu rồi đó. Tuổi của nó chắc phải tính bằng gần 20 năm rồi có. Và hãng Minitest thì họ cũng ít thay đổi. Đó thì khi bạn khui ra thì nó sẽ có một cái bao đựng như thế này, khoen để bạn cài vào bên hông, rồi cái gì đây, pin đi theo này, ba cục pin 3A, dây đeo hông, cục hút ẩm, mình cứ lấy hết ra là mình sẽ lại bỏ lại cho khách hàng. Cái này là cái gì đây, certificate, work certificate, tức là khi mà họ xuất xưởng ra, khi họ giao đến tay người tiêu dùng thì sẽ có một cái biên bản như vậy để họ kiểm tra, họ xác nhận lại ai là người đã kiểm tra máy móc vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 này. Đó. Để bảo đảm là khi máy đến tay người tiêu dùng là nó ok. Nhưng mà ra ví dụ như nó còn có thêm một giấy tờ, ví dụ như là đây là Packing List này. Rồi chứng chỉ Certificate of Origin, tức là chứng chỉ xuất xứ, sản xuất tại Germany này. Đức này. Germany Origin ha. Thì nó sẽ có một cái số serial number ở đây sẽ là 8880, một số đẹp thế. Đó, tiếp theo là quality, cái chứng chỉ về chất lượng. Quality họ sản xuất là cái này, họ approve cho cái này. Đó. Ở trên cái túi đựng nó cũng sẽ ghi, họ cũng nhắc đến cái số serial number 8880. Rồi. Những cái thứ mà người Việt mình đôi khi quan tâm đó là đây tài liệu hướng dẫn sử dụng này, bằng tiếng Anh, cái này bằng tiếng Đức, cái này bằng tiếng gì đấy, ý quá. Những thứ mà người Việt mình sẽ quan tâm đến cái giấy tờ nhiều hơn là quan tâm đến máy thiết bị. Nhiều khi bạn đi giao hàng bạn cũng bực mình ở chỗ là người ta chỉ quan tâm đến giấy tờ nhưng người ta không quan tâm cái máy nó như thế nào. Kiểu giống mình cũng vậy. Thì cái máy đây để xem còn gì trong đây nữa không. Đây họ bao giờ nhà sản xuất người ta cung cấp cho mình nó cũng sẽ có một cái bộ chuẩn như thế này. Thì họ nhắc cái tên cái mã hàng ở đây thì mình sẽ biết là trong đây thường nó sẽ có là một miếng chuẩn zero và một nhiều miếng chuẩn đồ dày khác nữa. Cái này mình cũng có làm một clip khá là chi tiết về cái này rồi. Thì miếng giấy bỏ đi, cái túi đựng rồi miếng này là miếng chuẩn này, miếng này là miếng chuẩn zero. Miếng chuẩn zero tức là khi bạn đo, bạn đặt cái cảm biến đo lên đây mà nó về giá trị không thì là ok. Ở đây nó còn cái seal đây là mình không có tháo ra, nhưng mà ở đây nó có một vài thông tin, tức là khi bạn đặt trên đấy là chuẩn là zero, tức là bạn phải tháo bỏ này ra, nó chỉ còn cái mặt thoáng thôi, bạn lau, lấy khăn bạn lau sạch cái đi. Và đây nó có một cái miếng này, nó có một cái độ dày, thì cái độ dày gọi là độ dày tấm nền ấy, độ dày tấm nền tối thiểu nó phải dày cỡ như miếng này thì mình mới tính. Còn nếu như bạn đo sơn phủ lên một cái vật thể gì đó mà nó mỏng hơn cái này thì người ta sẽ không tính, hay là phép đo có thể nó sẽ không chính xác giống như là xuất xưởng ra. Thì cái này nó có hai cái chính lý như vậy, có hai cái gọi là chân lý như vậy chúng ta phải biết. Và thứ hai nữa là người ta cho mình một cái miếng chuẩn độ dày, thế là nó bằng polymer đó. Thì trên đây họ ghi một vài thông số, ví dụ như là 190 micromet, nhiều dung sai của nó là 0 là 2%. Tức là bạn biết là cái này nó vật liệu polymer cho nên nó sẽ giãn nở theo nhiệt độ môi trường, và nhiệt độ mà để họ đo ra, họ chuẩn ra được cái 190 này là ở nhiệt độ 20 độ C nha các bạn, nhiệt độ trung bình của quả đất ấy. Thì thế như ở môi trường nhiệt đới hóa, môi trường nhiệt đới như ở Việt Nam mình ấy, thì nó sẽ to hơn ấy, nó sẽ dày hơn, và dung sai của nó sẽ là 2%. Như vậy thì cái này là zero, cái này là 190 micro. Như vậy thì bạn không có tranh cãi với người khác. Ví dụ như bạn đo cái gì đó mà người ta kêu là máy của bạn đo sai thì bạn cũng kệ người ta. Thì đây là cái máy mình chưa lắp pin. Thì đối với dòng mà 650B ấy, B tức là basic, B là viết tắt của chữ basic, tức có nghĩa là các tính năng của nó tối giản, bạn chỉ đè vào bạn đo là xong, nên nó chỉ có ba nút này thôi,
power, nút nút nguồn, nút trả video và nút clear nó đi. À, thì nó ngắn gọn đơn giản, nó gọi tối giản luôn. Thì bạn cần phải gắn pin vào đây, nó có cái lớp gọi là gang ti cho màn hình. Mình cứ để nguyên như vậy. Mình phải mở cái này ra. Phải có một cái vít ba ke. Phải đi tìm cái vít ba ke này đó. Ây da, đây rồi. Mình phải gắn pin vào. Không phải, cái này là PZ. Ba kia đây nào. Này chắc là PH không. Nó là PH1. Đấy, người Việt mình thì dùng cầu thả giống như mình đang dùng này này. Thực ra nó đúng là nó sẽ không có lắc qua đắc line này, mình dùng đúng tua vít là nó sẽ không vậy. Nhưng mà người Việt mà mình dễ, người Việt mình dễ tính. Cái mẹ thì dùng cho được. Mỏ lết còn dùng thay búa được. Mình cũng không ngoại lệ. Mình phải là giống mọi người để cho người đời nhìn mình nó bao dung hơn. Mình khác người đó, nó kêu mình lập dị. Giống như kiểu bạn đứng ở ngã ba đèn xanh đèn đỏ, ngã tư đèn xanh đèn đỏ, thì ai người ta cũng vượt đèn xanh đèn đỏ hết, mình bạn đứng lại là nhìn nó dị lắm, nó tưởng mình điên ấy. Này gắn lần đầu nên là nó còn khá cứng. Một pin cũng made in Germany luôn, kinh thiệt. Pin này chắc là điện của nó ngon lắm mà. Pin nó cũng gắn nó cũng căng phết, bảo đảm được là cái độ tiếp xúc của nó sẽ rất tốt. Và mình khỏi cần đậy nắp này đi. À, thì bạn thấy là gắn xong thì nó vậy, thì bạn sẽ thấy là phía đằng sau nó sẽ có cái số serial number là 8880, là đúng như là cái số được ghi trong chứng chỉ đó. Đó. Rồi bây giờ mình đo thôi. Mình đo thì mình có chuẩn bị đây một cái miếng cái này là 600B 650BF, tức là F tức là ferrous. Mình sẽ đo cho lớp phủ sơn phủ lên tấm ferrous, tức là nền của nó phải kim loại có tự tính. Đó, 114. Sơn dày phết. Đó, đơn giản vậy thôi. Để mình cầm mình đi mình đo lung tung cho nó vui thôi. Thì ví dụ như thước thủy nó nền kim loại bằng nhôm thì mình sẽ đo không được. À, nhưng bằng sắt này mình sẽ đo được, nó sẽ nhảy số. À, này bằng nhôm này, nhôm là bạn đo sẽ không được. Tiếp đi, đo cho tủ đồ nghề đi. Sơn sơn cũng dày phết đấy nhé.
À, là vậy. Máy của Mirred thì nó rất là bền. Siêu bền luôn. Cái lớp mạ chrome rất là mỏng luôn. Mạ chrome chỉ có 16 micro. Cực nhỏ luôn.